Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio, Holic sách nói. Hôm nay, video này sẽ mang chúng ta tiếp tục đến với quyển sách Đối thoại với Thượng đế của tác giả Neil Donan Wow. Chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và rất trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá quyển sách thú vị này nhé ta cần phải nêu ra. Đó là gì vậy? Đó là chưa đủ. Thực tế, các người có về tư tưởng gốc này về tất cả mọi thứ. Chưa đủ tiền, chưa đủ thời giờ, chưa đủ yêu thương, chưa đủ thực phẩm, chưa đủ từ bi. Trên thế gian, bất kỳ cái gì tốt, cái đó vẫn chưa đủ. Chính vì chạy đua theo ý thức tính chưa đủ, này đã tạo ra thế giới như các người nhìn thấy hiện nay. Được rồi vậy tôi có hai tư tưởng gốc tư tưởng đỡ đầu về tiền bạc phải thay đổi ờ à, ít ra là hai có thể còn nhiều hơn nữa để coi tiền là xấu tiền hiếm hoi không được nhiều tiền để làm việc theo thượng đế đó là tư tưởng lớn đối với các người tiền không bao giờ được ban cho rộng rãi tiền không mọc ở trên cây trong khi đó lại có tiền làm cho tồi bại tôi hiểu tôi có nhiều việc phải làm phải người có nhiều việc phải làm nếu người không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay mặt khác điều quan trọng phải hiểu rằng các người không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay bởi vì các người không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay đôi khi thật là khó để hiểu ngài đôi khi thật là khó dẫn dắt các người này xin hãy nghe tôi ngài là thượng đế tại sao ngài không làm cho dễ hiểu ta đã làm cho dễ hiểu vậy tại sao ngài không cứ làm như cho tôi hiểu nếu quả thực đó là điều ngài muốn ta thực tâm muốn điều các người thực tâm muốn chẳng có gì khác và chẳng có gì hơn người không thấy đó là món quà lớn nhất của ta tặng cho các người sao nếu ta muốn điều gì khác với điều các người muốn cho các người rồi ta đi tới chuyện làm cho các người có cái đó thì còn đâu các người là sinh vật sáng tạo nếu ta ban lệnh cho các người phải thế này làm thế này phải có cái này, cái vui của ta là ở chỗ của các người chớ không phải là ở nơi phục tùng của các người. Được rồi, ngài muốn nói gì với câu, tôi không vui với tình trạng tiền bạc của tôi hiện nay bởi vì tôi không vui với tình trạng tiền bạc của tôi hiện nay. Các người là cái mà các người tưởng. Đây là cái vòng lẩn quẩn khi tư tưởng là một tư tưởng tiêu cực. Các người phải tìm cách đập vỡ cái vòng lẩn quẩn này. Bao nhiêu kinh nghiệm hiện nay của các người đều có nền tảng trên những tư tưởng trước kia của các người. Tư tưởng dẫn tới kinh nghiệm, kinh nghiệm dẫn tới tư tưởng, tư tưởng dẫn tới kinh nghiệm. Điều này có thể tạo ra cái vui triền miên khi những tư tưởng đỡ đầu là vui. Nó có thể tạo ra địa ngục triền miên khi những tư tưởng đỡ đầu là địa ngục. Cái khôn ngoan là thay đổi tư tưởng đỡ đầu. Ta sắp sửa trình bày cho các người. Xin cảm ơn ngài xin ngài nói tiếp điều đầu tiên là đảo ngược cái hệ thống biến hóa tư tưởng lời nói việc làm các người còn nghĩ câu châm ngôn nghĩ trước khi làm không có ồ hãy quên nó đi nếu muốn thay đổi một tư tưởng gốc thì các người phải hành động trước khi tư tưởng ví dụ người đang đi ngoài phố và gặp một bà già ăn xin người thấy bà ta nghèo khổ sống lây lất Người tức khắc biết là với số tiền nhỏ mọn các người chắc chắn có đủ để chia cho bà ấy. Động tác đầu tiên của các người là cho bà ta mấy đồng xu lẻ. Cũng có một phần khác trong tư tưởng của các người sẵn sàng thò tay vào túi tờ giấy 5 đồng cho bà ta. Trời đất ơi, hãy ban cho bà ấy một phút vui sướng. Hãy làm cho mắt bà ấy sáng lên. Rồi một tư tưởng khác xuất hiện. Sao? Điên rồi sao? Chỉ có 7 đô la để sống hôm nay. Muốn cho bà ấy 5 đô la sao? Như vậy, các người bắt đầu lần quẩn chung quanh tư tưởng đó. Hãy nghĩ lại đi. Đâu có nhiều tiền để cho bà ấy như vậy. Hãy cho bà ấy vài xu thôi. Và lại trời Phật. Chuồn đi cho lẻ. Vội vàng người thò tay vào túi bên kia để móc ra vài đồng 25 xu nhưng ngón tay chỉ gặp những đồng năm hay 10 xu. Người cảm thấy lúng túng. Nhìn kia một con người ăn mặc chỉnh tề, hào nhoáng mà chỉ bố thí cho bà già nghèo rớt mồng tơi vài đồng xu nhỏ thôi sao. Người cố gắng tìm cho được một hay hai đồng hai mươi lăm xu. Ừ, có một đồng nằm sâu trong túi áo nhưng bây giờ người lại đi qua bà ấy rồi. Người mỉm cười một cách uể oải thật là quá trễ khi quay trở lại. Bà già nghèo khó đó chẳng được gì và người cũng chẳng được gì. Thay vì tìm được cái vui là biết mình có nhiều và chia sẻ người khác nay người cảm thấy cũng nghèo như bà kia. Tại sao người không cứ cho bà già ấy tờ giấy bạc 5 đồng kia đi? Đó là thúc đẩy đầu tiên nhưng tư tưởng của người đã chen vào làm hỏng sự việc. Lần sau, hãy quyết định trước khi suy nghĩ. Hãy cho tiền đi, cứ làm đi. Các người đã có cơ hội rồi đó. Khi các người muốn thay đổi tư tưởng gốc, hãy hành động với ý niệm mới của các người nhưng phải hành động cho lẽ nếu không cái trí của các người sẽ giết cái ý niệm trước khi các người biết được xảy ra chuyện gì ta nói đúng vậy đó cái ý niệm cái thực tế mới sẽ chết nghèo trước khi các người có dịp biết nó vậy hãy hành động cho lẽ khi có dịp và nếu các người làm như vậy đủ nhiều lần trí của các người sẽ sớm có cái ý niệm đó sẽ là tư tưởng mới của các người ừ tôi vừa hiểu ra đôi chút có phải cái đó là cái chuyển vận của tư tưởng mới? Nếu không phải thì nó sẽ phải. Tư tưởng mới là dịp độc nhất cho các người. Đó là dịp độc nhất để tiến triển, để tăng trưởng, để chân thật trở thành các người thực sự là ai. Trí của các người hiện nay đầy những tư tưởng cũ. Không những là những tư tưởng cũ mà còn phần lớn là tư tưởng cũ của kẻ khác. Đây là giờ phút quan trọng. Đây là thời gian để thay đổi trí não về gì đó. Đó là tiến triển. Chương 12 Tại sao tôi không thể làm cái việc mà tôi thực sự muốn làm trong cuộc đời mà vẫn kiếm đủ sống được? Cái gì? Người muốn nói rằng người thực sự muốn có vui đùa trong cuộc đời mà vẫn được đủ sống. Chú mày ơi! Có mơ không đó? Ngài nói gì? Dẫn chơi vậy thôi. Chỉ chơi cái màn đọc tư tưởng một chút thôi mà. Này thấy không? Đó là tư tưởng của người về chuyện đó đó là kinh nghiệm của tôi phải chúng ta đã trải qua cái đó nhiều lần rồi những người kiếm được đủ sống trong khi làm việc mà họ thích là những người quyết định làm như vậy họ không thích bỏ cuộc họ không bao giờ chịu thua họ thách đố đời sống ngăn cản họ làm việc mà họ thích nhưng có một chất liệu khác phải nêu ra ở đây vì đó là cái chất liệu thiếu sót nơi hiểu biết của đa số con người khi nói chuyện làm việc của đời sống đó là gì vậy có một khác biệt giữa bản chất và hành động và phần lớn con người đặt chuyện sau nặng hơn. Không nên à? Không có chuyện nên hay không nên ở đây. Chỉ có chuyện các người chọn gì và làm sao để các người có được cái đó. Nếu các người chọn bình an, vui thú và yêu thương, các người sẽ có nhiều cái đó bằng việc các người làm. Nếu các người chọn hạnh phúc và thỏa mãn, các người sẽ kiếm được chút đỉnh trên con đường làm việc. Nếu các người chọn hợp nhất với Thượng Đế chọn cái biết thượng thừa chọn cái hiểu thâm sâu chọn lòng từ bi vô tận chọn giác ngộ trọn vẹn chọn thành tựu tuyệt đối các người sẽ không đạt được bao nhiêu qua việc làm mà các người đang làm nói cách khác nếu các người chọn tiến hóa tiến hóa của linh hồn các người sẽ chẳng sản xuất được bao nhiêu bằng những hoạt động của thân thể làm là một chức năng của thân thể bản chất là chức năng của linh hồn thân thể luôn luôn đang làm một việc gì Mỗi phút của mỗi ngày nó đang làm gì đó. Nó không bao giờ ngừng, nó không bao giờ nghỉ, nó luôn luôn làm gì đó. Thân thể đang làm việc theo mệnh lệnh của linh hồn hoặc chẳng đếm xỉa gì đến linh hồn. Phẩm chất đời sống của các người đặt trên bàn cân này. Bản chất linh hồn là vĩnh cửu. Nó hiện hữu như nó hiện hữu bất cần thân thể làm gì hay không nếu các người bất cần việc mà các người làm để sống và khi đời sống các người đã hết thì các người cũng sẽ bất cần luôn linh hồn các người chỉ quan tâm đến phẩm chất việc các người hiện hữu ra sao trong lúc các người đang làm chuyện đó đây là một trạng thái của hiện hữu mà linh hồn theo đuổi không phải là một trạng thái của hành động tính linh hồn tìm tới chuyện thành cái gì ta ngài phải ta linh hồn các người là ta mà nó biết như vậy việc của linh hồn là tìm kinh nghiệm cái đó và linh hồn nhớ lại cách tốt nhất để có kinh nghiệm này là cách không làm gì cả không cần làm gì cả ngoài việc hiện hữu hiện hữu là cái gì bất kỳ cái gì mà nó muốn sung sướng buồn rầu yếu đuối mạnh khỏe vui vẻ thù hận sáng suốt mù quáng thiện ác nam nữ các người cứ tiếp tục ta nói thật đấy các người cứ tiếp tục. Tất cả chuyện này có vẻ sâu xa đó nhưng có ăn nhậu gì đến chuyện phải làm trong nghề nghiệp của tôi. Tôi đang tìm cách để sống còn, để sinh tồn, để giúp cho bản thân tôi và gia đình tôi và làm cái việc tôi ưa làm. Hãy tìm cách thành cái mà các người muốn là. Ngài nói vậy là sao? Cũng một công việc, có người kiếm bộn tiền, có người kiếm không đủ bữa ăn. Cái gì làm cho khác nhau? Đó là cách thứ nhất qua cách thứ hai như sau, có hai người cùng có tay nghề tương đối như nhau, cùng đậu bằng cao đẳng và cùng biết cách sử dụng tay nghề như nhau nhưng vẫn có người thành đạt hơn người kia. Đó là tại sao? Địa điểm. Địa điểm. Địa điểm rất là quan trọng. Nói cách khác không phải sẽ làm gì, mà sẽ làm ở đâu. Đúng vậy. Có vẻ cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi của ta linh hồn cũng chỉ chú ý về chuyện các người sẽ ở vị trí nào. Các người sẽ ở vị trí gọi là sợ hãi hay ở một chỗ gọi là yêu thương? Các người ở đâu? Tới từ đâu khi các người gặp đời sống? Trong cái ví dụ về hai người có khả năng ngang nhau nhưng một người thành công và một người thất bại, lý do không phải họ làm gì mà là họ hiện hữu ra sao? Một người thì cởi mở, có thiện cảm, biết quan tâm, giúp đỡ, ân cần, vui vẻ, tự tin, bằng lòng trong công việc làm, còn người kia thì giấu giếm, ích kỷ, cục cằn, không quan tâm, không giúp đỡ, không ân cần và hờn giận trong công việc đang làm. Nay giả sử các người phải chọn trạng thái cao cả trong hiện hữu, giả như các người phải chọn hảo tâm, tha thứ, từ bi, hiểu biết, yêu thương, bao dung, nếu các người phải chọn thượng đế tính, kinh nghiệm các người sẽ là gì? Ta nói cho các người rõ, hiện hữu tính thu hút hiện hữu tính và tạo ra kinh nghiệm các người sống trên hành tinh này không phải để tạo ra cái gì với thân thể các người sống trên hành tinh này để tạo ra cái gì với linh hồn các người thân thể chỉ là một dụng cụ cho linh hồn trí tuệ là lực để làm cho thân thể hoạt động như vậy cái mà các người có ở đây là một lực dụng cụ dùng trong sự sáng tạo ra cái linh hồn ước ao linh hồn ước ao cái gì quả thế nó ước ao cái gì tôi không biết tôi đang hỏi ngài ta không biết ta đang hỏi các người chuyện này có thể kéo dài bất tận nó đã kéo dài chờ một phút lúc nãy ngài có nói là linh hồn tìm cách thành ngài thì là vậy vậy thì đó là ước ao của linh hồn trong ý nghĩa rộng lớn nhất đúng nhưng cái ta mà linh hồn tìm cách để thành rất phức tạp có nhiều chiều khác có nhiều cảm tính có đa diện có cả triệu diện của ta cả tỷ cả ngàn tỷ thấy không có cái nông và cái sâu có cái nhỏ và cái lớn cái vô thần và cái thiêng liêng ma quái và thượng đế người thấy không phải phải tôi thấy cái trên và cái dưới cái trái và cái phải cái đây và cái kia cái trước và cái sau cái tốt và cái xấu chính xác ta là cái alpha và omega đây không phải chỉ nói cho hay hoặc chỉ một quan niệm đẹp đẽ đây chính là chân lý truyền thanh lời vậy khi tìm cách là ta linh hồn có một công việc lớn phải làm một hiện tượng to lớn về hiện hữu phải lựa chọn đó là việc nó đang làm bây giờ chọn lựa trạng thái hiện hữu phải dựa vào đó tạo ra những điều kiện thích đáng và hoàn hảo để đưa tới kinh nghiệm cái đã chọn lựa Vậy thì, những gì xảy ra cho các người hay qua các người thường là điều tốt nhất cho các người. Ngài nói rằng linh hồn tôi đang tạo ra tất cả kinh nghiệm của tôi gồm các điều tôi đang làm và những điều sẽ xảy ra cho tôi. Chúng ta nên nói rằng linh hồn dẫn dắt các người tới những dịp đúng và hoàn hảo để các người kinh nghiệm chính xác những điều các người đã hoạch định để kinh nghiệm. Các người thật sự đang kinh nghiệm cái gì thuộc quyết định của các người? có thể là cái mà các người đã hoạch định hoặc có thể là cái gì khác tùy theo cái mà các người đã chọn tại sao tôi lại chọn một thứ gì mà tôi không muốn kinh nghiệm ta không biết tại sao các người lại chọn có phải ngài muốn nói rằng nhiều khi linh hồn ước ao một chuyện trong khi thân thể hay trí tuệ lại làm chuyện khác các người nghĩ sao nhưng làm sao thân thể hay trí tuệ lại có thể phủ quyết linh hồn không phải linh hồn luôn luôn có được cái nó muốn sao linh hồn nhận thức được những ước ao và vui mừng hợp nhất với những ước ao này nhưng không bao giờ linh hồn lại ép cái thân thể đi theo những ước ao đó cha sẽ không ép ý chí của con trên tinh thần thiêng liêng nếu làm như vậy là xáo phạm vào bản chất của con và như thế là việc bất khả đúng theo nghĩa đen đây là điểm của những bất khả chấm dứt trí tuệ nhiều lúc tìm cách áp đặt ý chí của nó trên thân thể cũng vậy, thân thể nhiều lúc tìm cách kiểm soát trí tuệ và thường là thành công. Tuy nhiên, thân thể và trí tuệ cùng nhau không có thể làm gì để kiểm soát linh hồn được vì linh hồn hoàn toàn không có nhu cầu, không giống như thân thể và trí tuệ, hai cái này bị ràng buộc bởi nhu cầu. Như thế, linh hồn thường để cho thân thể và trí tuệ lúc nào cũng làm theo ý chúng. Thật thế, linh hồn không thể nào làm khác được vì nếu cái thực thể là các người muốn sáng tạo, qua đó tự biết nó là ai, việc này phải được thực hiện qua một hành động có ý thức chớ không phải qua hành động phục tòng vô ý thức phục tòng không phải là sáng tạo nên không bao giờ tạo ra giải thoát cứu rỗi phục tòng là một đáp ứng còn sáng tạo là một chọn lựa thanh tịnh không do mệnh lệnh không do đòi hỏi chọn lựa thanh tịnh tạo ra giải thoát cứu rỗi qua sự sáng tạo tinh khiết tạo ra ý niệm cao nhất trong lúc này Chức năng của linh hồn là nêu ra ao ước của nó, chớ không phải là áp đặt những ao ước. Chức năng của trí tuệ là chọn lựa trong những kinh nghiệm khác nhau. Chức năng của thân thể là hành động từ chọn lựa này. Khi thân thể, trí tuệ và linh hồn cùng nhau sáng tạo trong hòa hợp và trong nhất thể, thượng đế được thành ra thịt. Lúc đó, linh hồn tự biết nó trong kinh nghiệm của nó. Lúc ấy, các cõi trời vui mừng. Ngay bây giờ, linh hồn các người lại tạo ra một lần nữa cái dịp để cho các người hiện hữu và có cái để biết các người thật sự là ai. Linh hồn các người đã đưa các người tới những hàng chữ các người đang đọc bây giờ cũng như nó đã đưa các người tới những lời minh chiết và tới chân lý trước kia. Bây giờ các người sẽ làm gì? Các người sẽ chọn để thành gì? Linh hồn các người mong chờ, ngóng trông với thích thú cũng như nó đã đưa các người tới những minh chiết và tới chân lý trước kia tôi hiểu ý ngài từ trạng thái hiện hữu mà tôi đã chọn lựa cái thành công về mặt thế gian của tôi sẽ được quy định tôi vẫn nói đây là nghề nghiệp của tôi ta chẳng có quan tâm gì đến chuyện thành công về mặt thế gian chỉ có các người quan tâm mà thôi cũng đúng khi các người đạt được một vài trạng thái hiện hữu trong một thời gian dài cũng có vài thành công trong cuộc đời thế gian của các người tuy nhiên các người khỏi lo về chuyện kiếm cơm những vị chân sư là những người đã chọn lựa để làm một đời sống, chớ không phải là chuyện kiếm cơm. Từ một trạng thái hiện hữu sẽ sinh ra một đời sống giàu có, đầy đủ, huy hoàng và toại nguyện, tới mức những lợi lộc và những thành công của thế gian sẽ chẳng còn là chuyện lo lắng của các người nữa. Điều mỉa mai trong cuộc đời là ngay khi những lợi lộc và thành công của thế gian chẳng còn là chuyện lo lắng nữa thì cửa lại mở để cho những thứ đó tràn ngập về phía các người. Hãy nhớ các người không thể có cái mà các người muốn nhưng các người có thể kinh nghiệm cái mà các người có. Tôi không thể có cái mà tôi muốn. Không. Ngài đã có nói điều này trước kia rồi, hồi mới có cuộc đối thoại giữa chúng ta. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu. Tôi tưởng là ngài đã nói với tôi là muốn gì được nấy. Sẽ ban cho các người điều mà các người tin và tất cả những điều khác mà các người tin. Hai lời nói không mâu thuẫn với nhau không mâu thuẫn. Đối với tôi, chắc như bắp là chúng mâu thuẫn. Đó là do các người không hiểu. Ờ, à, tôi chấp nhận. Đó là lý do tại sao tôi nói chuyện với ngài. Vậy hãy nghe ta giải thích, các người không thể có cái gì mà các người muốn. Chính cái muốn này đẩy cái vật kia ra khỏi các người như ta đã nói ở trước kia chương 1. Đúng, ngài đã có nói điều đó trước kia nhưng ngài đã làm cho tôi hụt chân rất nhanh. Hãy cố theo cho kịp, ta sẽ trở lại với nhiều chi tiết hơn. Hãy cố mà theo, chúng ta sẽ trở lại điểm mà các người đã hiểu, tư tưởng là sáng tạo. Được chứ? Dạ được. Lời nói là sáng tạo. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hành động là sáng tạo. Tư tưởng, lời nói và hành động là ba mức của sáng tạo. Vẫn theo ta đấy chớ. Dạ, vẫn theo sát. Tốt, bây giờ chúng ta hãy lấy thành công về mặt thời gian, làm đề tài lúc này vì đó là cái mà các người đang nói, đang hỏi. Thật là tuyệt. Bây giờ, các người có cái tư tưởng tôi thành công về mặt thế gian không? Có. Đôi khi. Và cũng đôi khi có cái tư tưởng tôi muốn có nhiều tiền hơn. Có. Vậy thì các người không bao giờ có thành công về mặt thế gian cũng như có nhiều tiền bạc. Tại sao không? Bởi vì vũ trụ không thể làm gì khác là đem lại cho các người sự biểu thị trực tiếp tư tưởng của các người về những cái đó. Tư tưởng của các người là tôi muốn thành công về mặt thế gian. Hiểu không? Cái quyền năng sáng tạo giống như vị thần trong cái chai. Lời của các người là một cái lệnh. Hiểu không? Vậy thì tại sao tôi không có cái thành công hơn? Ta đã nói, lời của các người là một cái lệnh lời của các người là ta muốn thành công và vũ trụ nói được rồi các người muốn tôi vẫn không chắc là tôi theo kịp hãy nghĩ thế này tiếng ta là chìa khóa nó khởi động bộ máy sáng tạo hai tiếng ta đây có quyền năng vô cùng chúng là những lời nói của vũ trụ những lệnh được ban ra như thế bất cứ những chữ nào tiếp theo chữ ta nó kêu lại cái ta đây vĩ đại có hướng biểu thị trên thực tế thể chất vậy thì ta muốn có thành công tạo ra các người muốn có thành công ta muốn tiền bạc tạo ra các người muốn tiền bạc nó không thể tạo ra gì khác bởi vì tư tưởng lời nói là sáng tạo hành động cũng vậy nếu các người hành động theo lối các người muốn thành công về tiền bạc thì những tư tưởng lời nói và hành động đều đồng lòng và các người chắc chắn có cái kinh nghiệm của cái muốn này có thấy không có trời ơi nó diễn tiến thực tế như vậy sao Đương nhiên, các người là những nhà sáng tạo đầy quyền năng. Tuy nhiên, nếu các người có một tư tưởng hay nói một lời chỉ một lần thôi chẳng hạn như, trong khi nóng giận hoặc thất chí, các người thường có những tư tưởng hay lời nói, đồ chết tiệt. Hoặc cút vào địa ngục đi, v, v, các người đừng lo lắng nhiều vì những tư tưởng hoặc lời nói này ít khi chuyển thành thực tế. Tạ ơn Thượng Đế. Không có gì nhưng nếu các người nhắc lại một tư tưởng hay một lời nói nhiều lần không phải một lần hai lần mà là hàng chục hàng trăm hàng ngàn lần các người có thể tưởng tượng được cái quyền năng sáng tạo ở đó không một tư tưởng hay một lời nói phát ra phát ra và phát ra trở thành đúng như vậy phát ra đó là đẩy ra nó trở thành hiện thực ở ngoài nó trở thành cái thực tế thể chất của các người ghê thật đó đúng là cái thường xảy ra ghê thật các người thích ghê gớm thích bi thảm có nghĩa tới khi nào các người không thích nữa sẽ tới một địa điểm trong tiến hóa của các người sẽ không còn ưa bi thảm nữa không còn ưa cái thảm kịch như các người đã sống đó là lúc mà các người quyết định tích cực chọn lựa thay đổi nó chỉ có điều các người không biết bây giờ các người muốn biết muốn thay đổi thực tế của các người cần phải ngưng tư tưởng như vậy trong trường hợp này, thay vì nghĩ ta muốn thành công, hãy nghĩ ta có thành công. Nghe có vẻ như là một điều khôi hài. Người ta sẽ chê cười tôi nếu tôi làm như vậy. Vậy thì hãy nghĩ tới một tư tưởng các người có thể chấp nhận được như, thành công sẽ đến với ta bây giờ, hoặc mọi chuyện đưa tới thành công cho ta. À, đây là cái mánh của triết lý khẳng định của giáo phái Tân Thời Đại khẳng định không có tác động nếu đó chỉ là những mệnh đề của cái mà các người muốn cho thành hiện thực. Khẳng định chỉ tác động khi chúng là những mệnh đề của cái mà các người đã biết là sẽ hiện thực. Cái gọi là khẳng định tốt nhất là một mệnh đề về biết ơn và biết giá trị. Tạ ơn Thượng Đế đưa thành công đến đời tôi. Bây giờ, cái ý niệm chân thật đó, cái tư tưởng thành lời và được đưa vào hành động, sản xuất ra những kết quả kỳ diệu. Chúa Giêsu đã có cái sáng suốt đó trước một phép màu, Chúa Giêsu cảm tạ trước về phép màu đó được đưa đến. Không bao giờ xảy ra việc Chúa Giêsu không tạ ơn vì không bao giờ xảy ra điều Chúa Giêsu tuyên bố không xảy ra. Không bao giờ Chúa Giêsu nghĩ như vậy. Chúa Giêsu chắc chắn về ông ta là ai và sự liên hệ của ông ấy với ta. Những ý nghĩ, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu phản ảnh tĩnh giác này. Đúng như những tư tưởng, lời nói, việc làm của các người phản ảnh tĩnh giác của các người. Bây giờ, nếu có gì mà các người chọn lựa để kinh nghiệm trong đời sống thì đừng muốn mà hãy chọn nó. Các người chọn thành công trên thế gian ư? Các người chọn nhiều tiền ư? Tốt, vậy hãy chọn đó. Thành thật, chọn vẹn, không nửa vời. Tuy nhiên, vào mức phát triển của các người, hãy đừng ngạc nhiên nếu thành công trên thế gian chẳng còn là ao ước của các người nữa điều đó có nghĩa gì đến một thời điểm trong sự tiến hóa của mọi linh hồn cái quan tâm chính không phải là sự sinh tồn của thân thể mà chính sự tăng trưởng của linh hồn không phải đạt được những thành công trên thế gian mà chính sự thành tựu của bản ngã thời gian bắt đầu này rất nguy hiểm vì linh hồn hiểu được rằng mình đang hiện hữu trong cái thân chớ không phải là cái thân hiện hữu trong sự tăng trưởng của linh hồn các người thường có xu hướng không săn sóc tới thân thể về mọi mặt vì linh hồn bị kích thích quá về chuyện thành tựu bản ngã. Chí bỏ rơi thân thể và mọi chuyện liên hệ tới thân thể. Những giao tiếp bị dẹp qua một bên. Gia đình biến mất, công ăn việc làm là thứ yếu, hóa đơn chẳng được trả tiền. Chính ngay thân thể cũng chẳng được ăn uống trong thời gian dài. Nay tất cả đều tập trung và chăm chú vào linh hồn và những chuyện của linh hồn. Điều này có thể đưa đến một khủng hoảng lớn trong đời sống hàng ngày của hiện hữu. Tuy nhiên, trí không cảm thấy tổn thương gì cả. Nó lang thang trong hoan lạc. Nhiều người nói là các người đã mất trí và cũng có thể các người đã mất trí thật. Khám phá ra chân lý rằng đời sống chẳng liên hệ gì tới thân thể, có thể tạo ra sự mất quân bình vì thân thể. Lúc đầu thực thể hành động như thân thể là tất cả, còn bây giờ nó hành động như thân thể chẳng có ký lô gì cả đương nhiên điều này đúng và đôi khi với đau đớn nhớ lại các người là một hiện hữu bộ ba do thân thể trí tuệ và linh hồn tạo thành mãi mãi các người sẽ là hiện hữu bộ ba không chỉ riêng lúc thời gian các người sống trên địa cầu có những người đặt giả thiết khi chết thân thể và trí tuệ bị bỏ rơi chúng không bị bỏ rơi thân thể bỏ lại cái phần nặng nhất nhưng vẫn giữ lại cái vỏ ngoài trí tuệ không nên lầm với bộ não cũng đi theo các người hợp với linh hồn và thân thể như một khối năng lượng có ba chiều hay ba mặt. Nếu các người chọn để trở lại cái dịp kinh nghiệm đời sống trên địa cầu, cái ngã thiên liêng sẽ lại một lần nữa phân cái ba chiều thực của nó thành ra những cái mà các người gọi là thân thể, trí tuệ và linh hồn. Trên thực tế, các người là một năng lượng với ba tính chất khác biệt. Lúc các người tìm cách cư ngụ trong một thân thể thể chất mới ở địa cầu đây, cái thân thanh khí của các người như một số trong các người gọi là vậy, hạ tầng rung động xuống, tự nó chậm lại từ nhịp rung nhanh tới mức không thể nhìn được nó, xuống một tốc độ, tốc độ này tạo ra khối lượng và vật chất. Cái vật chất này do tư tưởng thanh tịnh tạo ra, do hành động của trí tuệ, cái diện trí tuệ cao cả của hiện hữu, bộ ba của các người. Cái vật chất này là sự đông đặc của triệu triệu tỷ những năng lượng khác nhau làm thành một khối lượng lớn, có thể được kiểm soát được bởi trí tuệ các người quả thật là một người thông minh khi những đơn vị năng lượng nhỏ bé đã xài hết năng lượng của chúng chúng bị loại ra bởi thân thể và trí tuệ tạo ra những đơn vị mới về điều này trí tuệ tạo ra từ một cái tư tưởng liên tục về các người là ai cái thân thanh khí bắt chộp tư tưởng đây là một lối nói hạ thấp nhịp dung của nhiều đơn vị hơn nữa theo nghĩa kết tinh lại và chúng trở thành thể chất thể chất mới của các người theo lối đó Tất cả những tế bào nơi thân thể các người thay đổi cứ vài năm một lần. Nghĩa là các người không vẫn là một người cách đây mấy năm. Nếu các người nghĩ những tư tưởng đau ốm hay bệnh tật, hoặc liên tục giận dữ, thù hận và tiêu cực, thân thể sẽ chuyển những tư tưởng này thành những dạng thể chất. Người ta sẽ nhìn thấy cái hình thể tiêu cực, ốm yếu và sẽ hỏi, chuyện gì đã xảy ra cho các người? Linh hồn nắm toàn bộ cái bi kịch này diễn ra hàng năm tháng và vẫn luôn luôn nắm được chân lý về các người. Linh hồn không bao giờ quên cái mô hình, cái kế hoạch nguyên thủy, cái ý niệm đầu tiên, cái tư tưởng sáng tạo. Công việc của linh hồn nhắc lại cho các người nhớ lại các người là ai và rồi chọn các người ao ước thành ai hiện nay. Theo cách này, cái chu kỳ sáng tạo và kinh nghiệm, quan niệm và thực hiện, biết và tăng trưởng vào cái vô tri, tiếp tục cả hiện nay và mãi mãi thật sự là như vậy sao phải đúng vậy còn nhiều điều hơn nữa phải giải thích nếu giải thích trong một cuốn sách hay cả một đời cũng chưa hết tuy nhiên các người đã bắt đầu rồi đây là một dấu hiệu rất tốt hãy chỉ cần nhớ lại điều này như vị thầy vĩ đại của các người william shakespeare đã nói có nhiều điều trên trời và dưới đất hơn là có thể tưởng tượng được trong triết lý của các người tôi có thể đặt vài câu hỏi về chuyện này không giả như khi ngài nói trí tuệ đi theo tôi sau khi chết điều này có nghĩa là cá tính của tôi đi theo tôi có phải không tôi sẽ biết sau khi chết tôi đã là ai không có và các người là ai suốt từ bao giờ tất cả sẽ được mở ra cho các người bởi vì điều đó có lợi cho các người bây giờ hiện lúc này thì điều đó không có lợi và đối với kiếp này có thứ gì như là kết toán một vụ xét lại một vụ kiểm điểm không không có phê phán xét xử gì trong cái mà các người gọi là sau khi chết ngay cả tự xét mình các người cũng không được phép bởi vì chắc chắn các người sẽ tự phê điểm rất thấp đánh giá bản thân không đúng không sẽ không có kết toán không có ai sẽ giơ ngón tay cái lên hoặc quay ngón tay xuống chỉ có con người mới xét xử và do các người xét xử các người cho là ta cũng làm thế nhưng ta không xét xử và đó là thực tế lớn mà các người không thể chấp nhận nổi. Mặc dù không có xét xử trong kiếp sau, sẽ có dịp để coi lại tất cả những gì các người đã nghĩ, nói và làm. Có dịp để các người quyết định xem các người sẽ chọn lại cái đó, dựa vào các người nói các người là ai và các người muốn là ai. Có một giáo pháp thần bí Đông phương có học thuyết gọi là Kamaloka, theo giáo lý này vào lúc chết Mỗi người có dịp sống lại tất cả những tư tưởng đã từng nghĩ, những lời đã từng nói, những hành động đã từng làm, không đứng trên lập trường bản thân người đó mà đứng trên lập trường của những người bị tác động. Nói cách khác, con người đã kinh nghiệm mà họ cảm khi nghĩ nói và làm như đã xảy ra. Bây giờ họ có dịp để kinh nghiệm cái cảm xúc của người kia vào mỗi lúc như vậy. Dựa vào biện pháp này, người ta quyết định có sẽ lại nghĩ, nói và làm các điều đó nữa hay không? Người có ý kiến gì không? Những điều xảy ra trong cuộc đời sau đời sống này lạ lùng tới mức không thể diễn tả bằng lời nói để các người có thể hiểu được. Bởi lẽ kinh nghiệm đó có chiều kích khác nhau và khó có thể diễn tả bằng lời. Ta chỉ cần nói để các người hiểu, các người sẽ có dịp coi lại cái đó, coi lại cuộc đời hiện nay của các người mà không có đau khổ, sợ hãi hay xét xử mục đích chính là để các người quyết định các người cảm kinh nghiệm này ra sao và các người muốn từ đó đi tới đâu phần lớn các người sẽ quyết định trở lại đây trở lại cái thế giới có trọng lượng tương đối này để có một dịp khác kinh nghiệm từ những quyết định và chọn lựa về bản thân các người ở mức đó một số nhỏ chọn lọc khác sẽ trở lại đây với một sứ mệnh khác mục đích của họ đưa những người khác ra khỏi trọng lượng và thể chất để trở về với thượng đế trên địa cầu luôn luôn có những người được chọn lựa đó các người sẽ nhận thấy ngay họ khác thường công việc của họ đã xong rồi họ trở lại địa cầu chỉ đơn giản để giúp những người khác đó là niềm vui của họ họ phục vụ trong tinh thần phấn khởi các người không thể nhận ra họ họ ở khắp mọi nơi họ nhiều hơn các người tưởng có thể may mắn các người biết được hay nghe nói tới một người tôi có phải là một người như vậy không không nếu các người phải hỏi thì các người biết rằng mình không phải là một người như vậy người như vậy khỏi cần hỏi ai những câu hỏi như thế cả không có gì phải hỏi người con của ta mang thông điệp trong kiếp này một người báo hiếu một người mang tin tức một người tìm và nói lên chân lý như thế cũng quá đủ trong một kiếp hãy vui mừng à tôi vui sướng nhưng tôi vẫn có thể hy vọng hơn thế nữa phải đấy và các người sẽ hy vọng luôn luôn hy vọng hơn thế đó là bản tính của các người đó là bản chất thiêng liêng luôn luôn cứ tìm thêm hơn vậy thì cứ tìm phải bằng mọi cách cứ tìm bây giờ ta trả lời dứt khoát câu hỏi của các người trong lúc này hãy cứ tiến lên làm những điều các người thực sự thích làm không làm gì khác nữa các người có quá ít thời giờ đừng uổng phí thời gian các người sẽ thắc mắc tôi còn có trách nhiệm lo đời sống cho vợ con ta sẽ trả lời nếu các người nghĩ rằng đời sống các người là làm cái mà thân thể các người đang làm các người vẫn chưa hiểu tại sao các người lại tới đây ít ra cũng làm gì đó mà các người thích để nói lên các người là ai lúc đó các người không phẫn uất không có giận hờn đối với những người các người tưởng rằng đã ngăn không cho các người vui không nên hạ giá chuyện thân thể các người làm nó có quan trọng của nó nhưng không quan trọng theo lối các người nghĩ những hành động của thân thể có nghĩa là phản ảnh một trạng thái của hiện hữu chớ không phải là những cố gắng để đạt một trạng thái của hiện hữu theo thứ tự của sự vật người ta không làm mất việc để sung sướng người ta sung sướng và do đó người ta làm gì đó người ta không làm gì để là từ bi người ta là từ bi và do đó người ta hành động theo một lối nào đó nơi con người có ý thức cao độ quyết định của linh hồn đi trước hành động của thân thể chỉ có con người không ý thức mới cố gắng tạo ra một trạng thái linh hồn qua việc người đó làm đây là ý nghĩa của mệnh đề đời các người không phải là những điều mà thân thể các người làm tuy thế quả đúng là điều mà thân thể các người làm là một phần phản ảnh của cái mà đời các người đang chú tâm vào một vấn đề thiêng liêng khác cần chú ý hãy hiểu rằng các người có quyền vui con cái hay không con cái, vợ chồng hay không vợ chồng, hãy tìm cái vui và tìm cho được. Rồi các người sẽ có một gia đình vui, bất kể các người kiếm được bao nhiêu tiền hay chẳng kiếm được đồng nào. Và nếu họ không vui, họ nổi dậy và bỏ các người hãy thả họ ra với tình yêu thương để họ tìm cái vui của họ. Nếu mặt khác, các người đã tiến bộ tới điểm mà những chuyện về thể chất không còn là chuyện mà các người mang tới, các người còn tự do hơn nữa để tìm vui trên địa cầu cũng như trên trời. Thượng đế nói rằng phải sung sướng ngay cả nơi công việc của các người. Công việc trong đời sống các người là một mệnh đề các người là ai. Nếu không phải vậy tại sao các người lại làm? Các người tưởng rằng các người phải làm sao? Các người không phải làm gì cả. Nếu bao bọc cho gia đình bằng mọi giá, ngay cả bằng cái giá sung sướng của anh là con người của anh thì hãy thích công việc của anh bởi vì nó làm cho anh dễ sáng tạo ra một mệnh đề sinh động của bản ngã nếu là một công việc mà chị ghét để hoàn thành những trách nhiệm mà chị chấp nhận là bản thân chị thì hãy yêu 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 công việc của chị bởi vì nó hoàn toàn ủng hộ hình ảnh của chị khái niệm bản ngã của chị ai cũng có thể yêu thích một việc khi mà người đó hiểu được họ đang làm gì và tại sao lại làm việc đó không một người nào làm một việc gì mà người đó không muốn làm. Chương 13 Tôi phải làm sao để giải quyết các vấn đề sức khỏe của tôi? Tôi đã là nạn nhân của những vấn đề kinh niên để đủ đầy ba kiếp sống. Tại sao tôi lại có tất cả những thứ đó bây giờ, trong kiếp này? Thứ nhất, chúng ta hãy đặt vấn đề cho đúng đắn. Người thích chúng, dù sao cũng là phần lớn người đã dùng chúng rất giỏi để cảm thấy thương cho thân phận mình và để bản thân người được chú ý tới. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, khi người không thích chúng nữa vì chúng đi quá xa, xa nhiều hơn là người tưởng khi tạo ra chúng. Bây giờ chúng ta hãy hiểu cái điều mà có lẽ chính các người cũng đã hiểu rồi, tất cả các bệnh đều do tự tạo. Ngay cả những bác sĩ cũng nhận thấy là người ta tự làm cho mình mắc bệnh bằng cách nào đó. Phần lớn Người ta tạo bệnh một cách hoàn toàn không ý thức. Họ cũng chẳng biết ngay cả điều họ đang làm. Vì thế, khi họ bị bệnh, họ không biết là cái gì đã làm cho họ bệnh. Có vẻ hình như là có gì xảy tới cho họ chớ không phải là họ đã tự gây bệnh ra cho mình. Điều này xảy ra phần lớn do người ta di chuyển qua cuộc đời không có ý thức, không riêng gì về vấn đề sức khỏe và những hậu quả. Người ta hút thuốc rồi người ta tự hỏi tại sao lại mắc bệnh ung thư người ta ăn xúc vật và chất béo rồi người ta tự hỏi sao mạch máu lại bị tắc nghẽn người ta nóng giận suốt cuộc đời rồi người ta tự hỏi tại sao lại bị nhồi máu cơ tim người ta thi đua với người khác một cách tàn nhẫn và dưới một áp lực kinh khủng rồi người ta lại hỏi tại sao lại bị tai biến mạch máu não cái sự thật không hiển nhiên cho lắm là phần lớn người ta làm cho bản thân lo lắng đến chết đi được phiền não làm tệ hại tâm trí đứng sau căm thù nó có tính cách hủy hoại rất lớn. Lo lắng thật là vô nghĩa. Đó là năng lực tinh thần bị uổng phí. Nó cũng tạo ra những phản ứng sinh hóa học làm hại cơ thể như tình trạng không tiêu hóa tới mạch tim ngưng trệ V, V, hầu như sức khỏe được phục hồi ngay tức khắc khi lo lắng chấm dứt. Lo lắng là một hoạt động của cái trí không hiểu biết liên quan của nó với ta. Căm thù gây tai hại nhất cho tâm trí, nó nhiễm độc cơ thể và gây hậu quả không lường được sợ hãi đối nghịch với tất cả những gì của con người nó có tác động đối kháng với sức khỏe tinh thần và thể chất của các người sợ hãi là lo lắng thổi phồng lên phiền não căm thù và sợ hãi cùng với những liên quan như lo âu chua chát nóng nảy keo kiệt tàn nhẫn tính phê phán tinh thần buộc tội tất cả tấn công các tế bào trong thân thể làm sao cơ thể có thể khỏe mạnh trong điều kiện như thế được cũng thế nhưng ở mức độ thấp hơn, kiêu ngạo, tự mãn, tham lam làm cho thân thể sinh bệnh và yếu đuối. Tất cả những bệnh tật đều được tạo ra trước ở nơi tâm trí. Làm sao có thể như vậy được? Còn về những hoàn cảnh do nguyên nhân khác tạo ra thì sao? Như bị cảm lạnh hoặc bệnh ết chẳng hạn. Không có gì xảy ra trong đời các người mà lại không có trong tư tưởng các người. Trước, tư tưởng giống như đá nam châm kéo các hành động về phía các người. Tư tưởng có thể không luôn luôn hiển nhiên và rõ ràng, không rõ ràng nguyên nhân tỷ dụ như tôi sẽ bị một bệnh ghê gớm, tôi không đáng sống, đời tôi luôn luôn là một đống buồn, Thượng Đế sẽ trừng phạt tôi, tôi buồn và chán cho đời tôi. Tư tưởng là một dạng năng lực rất tế nhị nhưng lại mạnh vô cùng. Lời nói ít tế nhị hơn, cô động hơn. Hành động có trọng lượng hơn hết hành động là năng lượng dưới một dạng thể chất chuyển dịch nặng nề khi các người nghĩ nói và hành động từ một quan niệm tiêu cực như tôi là kẻ thua các người đưa một số năng lượng sáng tạo vào chuyển dịch chẳng cần phải tìm xa xôi gì khi các người bị một cú cảm lạnh đó là tác quả nhỏ nhạt thật khó để chuyển ngược lại tác quả của một tư tưởng tiêu cực một khi nó đã thành một hình ảnh thể chất không phải là không thể được nhưng rất khó cần phải có một hành động tin tưởng vô cùng. Nó đòi hỏi một sự tin tưởng phi thường rất tích cực của vũ trụ. Các người thường gọi là ông trời, chúa, Phật, Quan Âm, Bồ Tát v.v. V. Những người chữa bệnh không có gì ngoài niềm tin đó. Đó là niềm tin vượt tới cái giác tuyệt đối. Họ biết rằng các người được tạo ra để trọn vẹn, để là đầy đủ và hoàn hảo ngay cả bây giờ. Cái tĩnh giác này cũng là một tư tưởng rất mạnh nó có sức rời non lấp biển chớ không như những phân tử trong người của các người đó là lý do tại sao những người chữa bệnh có thể chữa lành ngay cả đôi khi cách xa người bệnh tư tưởng không biết tới những khoảng cách tư tưởng đi chung quanh thế giới và đi xuyên qua vũ trụ nhanh hơn là các người có thể thốt lên lời hãy chỉ nói một lời và người hầu tôi sẽ lành bệnh và đúng như vậy ngay thời gian đó ngay cả khi chưa nói hết câu các người đã khỏi bệnh Hầu hết các người là những người mắc bệnh hủy tâm hồn. Tâm trí các người đều bị tư tưởng tiêu cực ăn hết rồi. Đa số bệnh tật do các người tự mang vào mình. Các người có thể giải quyết một vài vấn đề sức khỏe, chữa các bệnh tật bằng cách thay đổi tư tưởng của các người. Điều quan trọng ta cần nói ra, nhân danh thượng đế các người hãy tự chăm sóc mình nhiều hơn. Các người chăm sóc cơ thể mình tồi tệ quá chẳng ngó ngàng gì tới nó cho tới khi các người nghĩ rằng nó có chuyện bất ổn. Các người hầu như không có chút bảo quản phòng ngừa gì hết. Các người chăm sóc chiếc xe của các người còn tốt hơn chăm sóc thân thể. Có đúng như vậy không? Không những các người không đề phòng bệnh tật bằng những kỳ khám bệnh điều hòa mỗi năm một lần. Không dùng những cách chữa và những thuốc men được người ta cấp chẳng hạn như các người tới bác sĩ nhờ bác sĩ chăm sóc nhưng rồi lại không dùng thuốc của vị bác sĩ khuyên các người có thể trả lời câu hỏi này được không các người lại còn hành hạ thân thể các người một cách kinh khủng vào giữa thời gian hai lần đi bác sĩ trong thời gian này các người chẳng làm gì cả các người không tập thể dục nên thân thể mềm nhão yếu đuối và không thể sử dụng được các người không nuôi thân thể đúng cách nên làm cho nó yếu hơn hơn nữa các người đã nhét vào cơ thể những thực phẩm độc hại một cách vô ý thức thế mà thân thể các người bộ máy kỳ diệu nhất vẫn tiếp tục làm việc một cách can đảm trước những tấn công dữ dội về vấn đề này. Thật là kinh hoàng. Những điều kiện các người ép thân thể các người chịu đựng thật khủng khiếp. Các người đã đối xử rất tệ hại đối với thân thể các người. Các người có biết tại sao không? Tôi sợ phải trả lời câu hỏi này. Bởi vì các người không muốn sống. Đây là một lời buộc tội khắt khe. Không phải là có ý khắt khe hoặc buộc tội khắt khe giống như một từ ngữ dùng để phê phán, còn buộc tội có ý như hành động sai hay phạm tội. Ở đây, chẳng có gì gọi là hành động sai, chẳng có tội và chẳng có gì buộc tội. Ta chỉ nêu lên sự thật của vấn đề để các người thức tỉnh. Đa số các người vô ý thức, giống như vừa đi vừa ngủ trong vấn đề sức khỏe này nên ta mới nói các người không có ý muốn sống. Đôi khi, đối với người ngủ say, chúng ta cần lắc mạnh để họ tỉnh lại một chút. Ta đã thấy trong quá khứ các người rất ít muốn sống chẳng hạn như các người cứ hút một gói thuốc trong một ngày hàng 20 năm qua như các người đã làm. Như vậy các người rất ít muốn sống và bất cần để tâm tới thân thể. Nhưng tôi đã ngừng hút thuốc cách đây hơn 10 năm rồi. Chỉ sau những đòn trừng phạt 20 năm các người mới bỏ hút thuốc. Uống rượu cũng thế, nếu các người uống rượu các người cũng rất ít có ý muốn sống. Tôi chỉ uống có chừng mực thôi thân thể được tạo ra không phải để đổ rượu vào. Rượu làm cho tâm trí bị hư hại. Nhưng Chúa Giêsu ngày xưa có uống rượu. Ông ta tới một bữa tiệc và biến nước thành rượu. Nhưng ai đã nói rằng Giêsu là toàn hảo? Ôi! Lạy trời! Này! Có phải người đã chán ta rồi không? À! Còn lâu tôi mới chán Thượng Đế. Cha tôi đã dạy rằng mọi thứ nên ở trong chừng mực, điều độ tôi cũng chỉ uống rượu có chừng mực thôi thân thể có thể phục hồi dễ dàng hơn nếu sự lạm dụng không quá nặng nề lời nói kia cũng có lợi nhưng ta vẫn giữ lời nói đầu của ta thân thể được tạo ra không phải để nhậu rượu nhưng ngay như cả một số thuốc cũng có thêm rượu ta không có kiểm soát về những thứ các người gọi là thuốc men ta vẫn giữ lời như thế ngài quả là cứng rắn đấy này sự thật là sự thật nếu có người nói, một chút rượu không làm hại gì đâu và đưa câu nói này vào đời sống của các người ta cũng đồng ý với họ. Nhưng điều này không thay đổi sự thật về điều ta đã nói. Hãy nhìn thử coi, thông thường các người đã xài cạn láng thân thể điển hình trong khoảng từ 50 đến 80 tuổi. Cũng có người sống lâu hơn hoặc ít hơn. Chúng ta có đồng ý về điểm này không? Phải. Đúng như vậy. Được rồi. Chúng ta có một khởi điểm tốt để thảo luận này khi ta có thể đồng ý với lời nói một chút rượu không làm hại gì đâu ta cần phải nói thêm trong phạm sáu đời sống như các người đang sống hình như các người đang thỏa mãn như cuộc sống hiện nay nhưng ta nói thêm điều này chắc làm các người ngạc nhiên đời sống được tạo ra theo lối sống hoàn toàn khác hơn và thân thể các người đã được tạo ra theo một mô hình để sống lâu hơn nhiều thực vậy sao phải sống lâu hơn bao nhiêu sống lâu không thể tính được như vậy có nghĩa là sao có nghĩa là con ơi thân thể của các người đã được cấu tạo để sống mãi 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 phải hãy đọc đây sống mãi mãi ngài muốn nói là chúng tôi đã đang và sẽ không bao giờ chết không bao giờ các người thực chết các người chỉ có thay đổi hình dạng xưa kia các người cũng chẳng phải thay đổi hình dạng nữa nhưng các người đã quyết định làm như vậy chớ không phải ta quyết định. Ta tạo ra thân thể các người để tồn tại vĩnh viễn. Các người thực sự tưởng rằng thượng đế chỉ có khả năng tạo ra các người sống 60, 70 năm sao? Các người tưởng rằng đó là giới hạn khả năng của ta sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ chính xác về điều đó. Ta đặt mô hình các người để tồn tại mãi mãi và người đầu tiên trong các người đã từng sống trong một thân thể không bệnh tật và không sợ hãi cái mà các người nay gọi là chết trong thần thoại tôn giáo của các người cho rằng có adam và eva đầu tiên sống trên trái đất này thật sự đương nhiên có nhiều hơn hai người vào lúc khởi đầu ý niệm để cho các người những linh hồn tuyệt vời có dịp biết được bản thân các người thực sự các người là ai qua những kinh nghiệm có được trong thân xác trong thế giới tương đối như ta đã nhiều lần nhắc lại ở đây Điều đó được thực hiện bằng cách hạ dần tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được của tất cả những nhịp dung, hình thức tư tưởng, để tạo ra vật chất gọi là thân thể. Đời sống tiến hóa theo một loạt những bước xảy ra trong nháy mắt các người gọi là hàng tỷ năm. Vào lúc thiêng liêng này, các người sinh ra từ biển, nước của đời sống lên trên đất liền và tới cái hình hài của các người bây giờ. Vậy thì mấy người theo thuyết tiến hóa nói đúng. Ta thật buồn cười khi các người có nhu cầu vui thú lạ lùng phải phân biệt mọi thứ trên đời đúng và sai. Chưa từng bao giờ các người nghĩ rằng một vật có thể là cả hai, đúng và sai. Chỉ có ở thế giới tương đối thì sự vật mới là cái này hay cái kia. Trong cái thế giới tuyệt đối của thời gian và không gian, tất cả sự vật là mọi sự vật. Không có nam và nữ, không có trước và sau, không có nhanh và chậm, không có đây và kia, không có trên và dưới không có trái và phải không có đúng và sai những phi hành gia bay lên vũ trụ đã hiểu được điều đó họ tưởng rằng khi họ phi lên trên để đi ra ngoài bầu khí quyển của trái đất có thực là họ nhìn lên không có lẽ họ nhìn xuống quả đất nhưng như thế thì mặt trời ở đâu ở trên không phía kia bên trái vậy bây giờ đột nhiên một vật không ở trên cũng không ở dưới nó nằm ở bên cạnh và mọi định nghĩa do vậy biến mất ở giới của ta là vậy giới của chúng ta giới thực của chúng ta mọi định nghĩa đều biến mất thật khó nói về giới đó với những ngôn ngữ hạn hẹp tôn giáo giống như một cố gắng của các người nói về điều bất khả ngôn bí mật này nhưng cắt nghĩa vấn đề này không rõ ràng không con ơi các nhà tiến hóa không đúng Ta đã tạo sẵn ra tất cả mọi thứ trong một chớp mắt vào một thời gian thiên liêng đúng như các nhà theo thuyết sáng tạo đã nói, và chuyện đã xảy ra cách đây hàng tỷ năm đúng như các nhà theo thuyết tiến hóa đã nêu lên. Cả hai học thuyết trên đều đúng như các nhà phi hành gia đã phát giác ra, tất cả tùy theo cách ta nhìn sự vật. Nhưng vấn đề chính là một phút thiên liêng, hàng tỷ năm có gì khác biệt? Có thể nào các người đồng ý rằng về một vài chuyện của đời sống? cái bí mật quá lớn để cho các người có thể giải quyết được. Tại sao không giữ cái bí mật này là thiêng liêng, bất khả xâm phạm? Và tại sao không để cho cái thiêng liêng luôn luôn như thế? Giả dạ, như tất cả chúng tôi đều có nhu cầu muốn biết, không bao giờ thỏa mãn. Nhưng các người đã biết rồi. Ta vừa mới nói với các người đó. Tuy nhiên các người không muốn biết chân lý, các người chỉ muốn biết chân lý như các người hiểu nó đây là cái hàng rào lớn nhất ngăn chặn sự giác ngộ của các người các người tưởng rằng các người đã biết chân lý rồi các người tưởng rằng các người đã hiểu rõ nó ra sao vì vậy các người đồng ý với tất cả những gì các người nhìn nghe hay đọc thấy nằm trong sự hiểu biết của các người đồng thời các người loại ra những gì không nằm trong hệ thống đó như thế các người gọi là học hỏi mở tầm mắt ra trước những giáo lý than ôi các người không thể tìm thấy chân lý khi mắt của các người còn nhắm lại về mọi thứ. Vì vậy ngay cả cuốn sách này, một số người cũng coi như nhạo báng, sản phẩm của quỷ. Tuy nhiên, những ai có tai hãy lắng nghe. Ta nói với các người điều này, các người được tạo ra để không bao giờ chết. Cái hình hài thể chất đã được tạo ra thành một dụng cụ tiện nghi huy hoàng, một dụng cụ kỳ diệu, một tiện nghi vinh quang để cho các người kinh nghiệm cái thực tế mà các người tạo ra với cái trí tuệ các người để các người có thể biết cái bản ngã mà các người tạo ra trong linh hồn các người. Linh hồn quan niệm, trí tuệ sáng tạo, thân thể kinh nghiệm. Cái vòng đã khép kín. Từ đó, linh hồn tự biết nó qua kinh nghiệm của chính nó. Nếu nó không ưa cái mà nó đang kinh nghiệm, cảm xúc, hoặc nó ước mong một kinh nghiệm khác vì một lý do nào đó, nó chỉ việc quan niệm một kinh nghiệm mới về bản ngã để thay đổi trí của nó không bao lâu thân thể tự thấy mình trong một kinh nghiệm mới ta là phục sinh và đời sống đây là một ví dụ huy hoàng về điều này các người nghĩ giê xu đã làm điều đó ra sao hoặc các người tưởng tượng rằng điều đó chưa từng bao giờ xảy ra hãy tin điều này nó đã từng xảy ra tuy nhiên cần phải nhớ linh hồn không bao giờ vượt quyền thân thể hay trí tuệ Ta đã tạo ra các người là sinh vật, ba trong một. Các người là ba thực thể trong một được tạo ra theo hình tượng giống ta. Ba diện của bản ngã không có diện nào hơn diện nào. Mỗi diện có một chức năng và không có chức năng nào hơn chức năng nào và cũng không có chức năng nào đi trước chức năng nào. Tất cả đều liên đới với nhau theo một lối hoàn toàn bình đẳng. Quan niệm sáng tạo kinh nghiệm. Cái mà các người quan niệm, các người sáng tạo, các người kinh nghiệm cái mà các người kinh nghiệm, các người quan niệm. Đó là lý do tại sao các người có thể gây ra cho thân thể một kinh nghiệm gì đó, giả như sự phong phú, các người sẽ chẳng bao lâu có cái cảm xúc nơi linh hồn. Linh hồn sẽ tự quan niệm nó theo một lối khác, ở đây là sự phong phú và do đó đưa cho trí của các người một tư tưởng mới về cái đó. Từ cái tư tưởng mới sẽ phát xuất ra kinh nghiệm khác và thân thể bắt đầu một thực tế mới như là một trạng thái hiện hữu thường xuyên thân thể, trí tuệ và linh hồn, tinh linh là một. Trong điều này các người là một tiểu vũ trụ của ta. Cái toàn thể linh thiêng, cái tất cả tinh khiết, cái toàn bộ và cái chất liệu. Nay các người thấy ta là cái khởi thủy và cái cuối cùng của vạn vật. Cái alpha và cái omega. Nay ta giảng cho các người cái bí mật tối hậu, cái giao tiếp chính xác và thực giữa các người và ta. Các người là thân thể của ta. Nếu thân thể các người đối với trí và linh hồn các người ra sao, thì các người đối với trí và linh hồn ta cũng vậy. Vậy thì tất cả mọi điều ta kinh nghiệm, ta kinh nghiệm chúng qua các người, cũng đúng như thân thể, trí và linh hồn các người là một. Những thân thể, trí và linh hồn của ta cũng vậy. Như vậy, Giêsu thành Nazareth một trong nhiều người đã hiểu bí mật này khi nói lên cái chân lý bất biến rằng ta và Cha là một nay ta sẽ nói với các người có những chân lý còn lớn hơn cái chân lý này sẽ có một ngày trở nên bí mật riêng của các người bởi vì sau khi các người là thân thể của ta ta là thân thể của một người khác như vậy ngài nói rằng ngài không phải là thượng đế có chớ ta là thượng đế như các người hiện nay hiểu thượng đế ta là người quan niệm và sáng tạo tất cả như các người biết và kinh nghiệm hiện nay và các người là con của ta cũng như ta là con của người khác có phải ngài muốn nói với tôi ngay cả thượng đế cũng có một thượng đế cao hơn ta đang nói với các người rằng nhận thức của các người bị giới hạn rất nhiều hơn là các người tưởng chân lý còn vô biên hơn các người có thể tưởng tượng được ta đang cho các người một ý niệm thoáng qua về vô biên và tình yêu vô biên Ta đã nói với các người rồi, nếu các người quan niệm Thượng Đế là vị sáng tạo và là vị sư của các người cũng giống y như các người là kẻ sáng tạo và là sư của chính thân thể các người thì ta là Thượng Đế theo như nhận thức của các người. Và các người đang nói chuyện với ta và cuộc nói chuyện thực sự thích thú. Đúng không? Thích thú hay chẳng thích thú? Tôi tưởng rằng tôi đang nói chuyện với một Thượng Đế to nhất. Các người đang nói chuyện với ông Thượng Đế đó. Hãy tin ta đi các người đang nói chuyện đúng như thế vậy mà ngài mới nói có một ai đó cấp bậc cao hơn ngài chúng ta đang cố gắng để làm một chuyện bất khả đó là nói về một đề tài bất khả ngôn như ta đã nói đó là chuyện mà các tôn giáo tìm cách diễn tả hãy để cho ta tìm cách tóm lược hai điều này mãi mãi dài hơn các người tưởng tượng vĩnh cửu còn dài hơn mãi mãi thượng đế còn nhiều hơn các người tưởng tượng được Thượng đế là cái năng lượng mà các người gọi là tưởng tượng. Thượng đế là sáng tạo. Thượng đế là tư tưởng đầu tiên và thượng đế là kinh nghiệm sau cùng. Và thượng đế là tất cả những gì giữa các cái đó. Có bao giờ các người nhìn qua một kính hiển vi, nhìn những hành động của phân tử và nói, lại thượng đế có cả một vũ trụ ở đây. Và đối với vũ trụ này, ta, người đang quan sát hiện đây, phải cảm thấy mình là một thượng đế có bao giờ các người đã nói như vậy hay có một loại kinh nghiệm tương tự có tôi tưởng tượng được tất cả những ý nghĩ đó hẳn nhiên rồi các người đã hiểu được phần nào ta đang diễn giải hãy giải thích rõ ràng hơn xin ngài giải thích thêm về điều đó hãy lấy phần nhỏ nhất của vũ trụ mà các người có thể tưởng tượng được hãy tưởng tượng cái hạt nhỏ vật chất đó bây giờ cắt nó làm hai được rồi các người đã có được gì? Hai phần nữa nhỏ hơn. Đúng. Bây giờ cắt nữa, 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 còn gì? Những hạt nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Phải nhưng đến bao giờ thì nó ngừng? Các người có thể phân chia vật chất ra bao nhiêu lần cho tới khi nó không còn hiện hữu nữa? Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng nó không bao giờ ngừng hiện hữu. Các người muốn nói rằng các người không bao giờ có thể hoàn toàn hủy diệt nó? các người chỉ có thể thay đổi hình dáng của nó. Có vẻ là vậy. Ta nói điều này cho các người biết, các người vừa biết được cái huyền bí của tất cả đời sống và đã thoáng nhìn nó vào cái vô tận. Bây giờ ta có một câu hỏi. Được rồi xin ngài cứ hỏi. Cái gì làm cho các người tưởng rằng cái vô cùng vô tận chỉ đi một chiều? Vậy là đi lên không có cùng tận, cũng chẳng hơn kém gì đi xuống. Không có lên xuống gì giáo trọi, nhưng ta hiểu người muốn nói gì. Nhưng nếu nhỏ không có cùng tận thì có nghĩa là lớn cũng không có cùng tận. Đúng. Nhưng nếu lớn không có cùng tận thì không có cái lớn nhất, có nghĩa là theo ý nghĩa rộng lớn nhất không có thượng đế. Hoặc tất cả đều là thượng đế không có gì khác. Ta nói điều này với các người, ta là cái ta là và các người là cái các người là. Các người không thể không hiện hữu các người có thể thay đổi hình dạng bao nhiêu lần cũng được nhưng các người không thể nào không hiện hữu. Nhưng các người có thể không biết mình là ai và trong cái sai chật này các người chỉ kinh nghiệm có một nửa. Như vậy sẽ là hỏa ngục. Đúng vậy, nhưng các người không bị xử giam trong đó. Các người không bị đẩy vào đó mãi mãi. Tất cả đều cần làm để ra khỏi hỏa ngục, ra khỏi vô minh là lại biết lại. Có nhiều cách và nhiều địa điểm, giới trong đó các người có thể làm được. Hiện nay, các người đang ở trong một giới. Nó được gọi là giới thứ ba theo sự hiểu biết của các người. Và còn nhiều giới khác nữa. Ta đã chẳng nói với các người là ở trong vương quốc của ta có nhiều phòng sao. Vậy thì không có hỏa ngục hay địa điểm nào giam giữ chúng tôi vĩnh viễn sao? Mục đích của cái đó để làm gì? Tuy nhiên, các người luôn luôn bị giới hạn bởi kiến thức của các người vì là sinh vật tự tài. Các người không thể biết cái gì mà bản ngã sẽ thành. Đó là lý do tại sao các người đã có được đời sống này để các người có thể tự biết mình trong kinh nghiệm của chính mình. Rồi sau đó, các người có thể quan niệm về bản ngã như các người thật sự là ai. Và tạo ra bản ngã là vậy trong kinh nghiệm của các người. Đó là cái vòng tròn khép kín nhưng nay lớn hơn không có một giới hạn này trong sự trở thành này cả. Ngài có ý nói rằng, tôi có thể trở thành thượng đế giống hệt như ngài. Các người nghĩ sao? Tôi không biết. Các người không thể làm như vậy cho tới khi nào các người tưởng là vậy. Hãy nhớ cái tam giác cái bộ ba linh thiêng, tinh linh trí tuệ thân thể. Quan niệm sáng tạo kinh nghiệm. Hãy nhớ dùng cách diễn đạt bằng tượng trưng của các người tinh linh thiêng bằng hứng cảm bằng quan niệm cha bằng con bằng sáng tạo con bằng sinh đẻ bằng kinh nghiệm người con kinh nghiệm sự sáng tạo của tư tưởng cha tư tưởng này được quan niệm bởi hồn linh thiêng có thể nào các người quan niệm rằng một ngày nào đó chính các người là một thượng đế trong những lúc hoang dại nhất của tôi tốt ta đã nói điều này với các người các người đã là một thượng đế rồi chỉ có điều là các người không biết. Ta đã chẳng từng nói rằng các người là những thượng đế sao? Chương 14. Đấy, xong rồi đấy. Ta đã giảng cho các người tất cả rồi đấy. Đời sống diễn tiến ra sao? Ý nghĩa và mục đích của nó. Ta còn làm thêm gì để phục vụ các người nữa đây? Không còn gì để tôi có thể hỏi thêm được nữa. Lòng tôi tràn đầy lòng tri ân về cuộc đối thoại này cuộc đối thoại thật thú vị và trọn vẹn. Tổng kết lại, tôi thấy có 5 câu hỏi đầu tiên liên hệ đến đời sống, giao tiếp, tiền bạc, nghề nghiệp và sức khỏe. Có những câu hỏi khác nhưng sau khi thảo luận tôi lại thấy không cần thiết nữa. Phải. Tuy nhiên, các người đã hỏi để ta duyệt nhanh qua số còn lại từng câu hỏi một. Bài học về nghiệp tôi phải học ở đây là gì? Tôi phải quán triệt vấn đề nào? Các người chẳng học gì ở đây cả chẳng có gì để học cả chỉ cần các người nhớ lại có nghĩa là nhớ lại ta các người đang cố gắng quán triệt cái gì các người đang cố gắng quán triệt chính cái quán triệt có gì gọi là luân hồi không tôi đã sống bao nhiêu kiếp rồi trong những kiếp đó tôi đã là gì nợ nghiệp báo có phải là một thực tế không thật khó tin được rằng vẫn còn câu hỏi về vấn đề này khó mà tưởng tượng được đã có biết bao nhiêu bản tường trình có thể tin được về những kinh nghiệm thuộc cái kiếp trước. Cũng có nhiều dẫn chứng có thể tin được về vấn đề này. Người đã có 647 kiếp trước, nếu người này cho biết con số chính xác thì kiếp này là kiếp 648. Người đã là đủ thứ trong những kiếp đó. Một ông vua, một bà hoàng hậu, một nông nô, một thầy giáo, một sinh viên, một người thợ, một người nam, một người nữ, một quân nhân một người theo chủ nghĩa hòa bình, một anh hùng, một người hèn nhát, một kẻ giết người, một kẻ cứu người, một nhà minh chiết, một người khủng. Người đã là tất cả những thứ đó. Không có gì gọi là nợ nghiệp báo cả. Theo ý của các người trong câu hỏi, một món nợ là một món phải hoàn trả. Các người không bó buộc phải làm gì cả. Nhưng nhân danh thiện tính, hãy đừng phá hoại cái tính ngây thơ, thú vị, tinh khiết, vui đùa, làm cho tình dục sai lệch. Đừng dùng nó cho quyền lực hay mục tiêu mờ ám, cho thỏa mãn cái tôi về, về, hãy dùng như thú vui tinh khiết nhất, mê ly nhất, cho và chia sẻ. Đó là tình yêu và tình yêu tái tạo. Đó là đời sống mới. Ta đã chẳng chọn lựa một cách khoái nhất để tạo thêm cho các người đó sao? Về chuyện chối bỏ, ta đã có nói rồi, không có gì thiêng liêng mà lại được hoàn thành qua chối bỏ cả. Tuy nhiên, những ham muốn thay đổi khi người ta nhìn thấy thực tế rộng lớn hơn vì vậy đối với những người ham muốn sex ít hơn hoặc không ham muốn nữa chỉ là chuyện bình thường đối với một số người những hoạt động của linh hồn trở thành ưu tiên và vui thú hơn nhiều phương châm là nhân tâm tùy thích mà không có phê phán phần chót của câu hỏi có thể trả lời như thế này các người chẳng cần phải có lý do cho bất cứ việc nào cả hãy chỉ là nguyên do hãy chỉ là nguyên do của kinh nghiệm hãy nhớ kinh nghiệm sản xuất ra quan niệm về ngã quan niệm sản xuất ra sáng tạo sáng tạo sản xuất ra kinh nghiệm các người muốn tự mình kinh nghiệm làm tình mà không có tình yêu cứ việc các người sẽ làm như vậy cho tới khi không còn muốn nữa điều duy nhất làm cho các người ngưng việc đó hay một hành xáo nào khác chính là cái tư tưởng mới nổi lên các người là ai Thật đơn giản và phức tạp như vậy đó. Nếu ngài đặt ra sex, tình dục là một kinh nghiệm khoái như vậy, thú vị và ngây ngất như thế tại sao chúng tôi lại phải xa lánh nó chừng nào tốt chừng nấy? Rồi có vấn đề lạm dụng hay vô luân trong vấn đề tình dục không? Ta đã trả lời rồi, tất cả những vui thú tùy theo sở thích của mỗi người. Có người vui thú là những cảm giác của thân thể, người khác vui thú có thể hoàn toàn khác hẳn tất cả tùy thuộc vào các người nghĩ các người là ai và các người đang làm gì ở đây đời sống của các người là một sự tập luyện thú vị trong sự định nghĩa vui thú là gì có thể nói rất nhiều về sex tình dục sex tình dục là vui thú nhưng có nhiều người làm sai lệch vấn đề này sex tình dục cũng thiêng liêng vui thú cùng thiêng liêng hòa trộn trên thực tế cả hai cùng là một có nhiều người không nghĩ như vậy Thái độ của các người về sex, tình dục làm thành một thế giới sáu mô trong cuộc sống. Đời sống phải là vui vẻ, ca tụng nhưng các người biến nó thành một thứ kinh nghiệm về sợ hãi, lo lắng, đố kỵ, bi thảm. Về sex, tình dục. Tập 1 sẽ chứa đựng những chân lý cơ bản, những hiểu biết tiên khởi và xét tới những vấn đề cốt yếu trong chuyện cá nhân. Tập 2 chứa đựng những chân lý cao xa hơn những hiểu biết rộng rãi lớn hơn và xét những vấn đề tổng quát hơn. Tập 3 chứa đựng những chân lý cao siêu nhất và lúc này các người có đủ khả năng hiểu biết được. Xét tới những vấn đề của vũ trụ và tất cả những sinh vật trong vũ trụ. Tôi thấy rồi. Đó là một cái lệnh. Không, nếu người mở miệng nói như thế các người chẳng hiểu gì cả trong tập đối thoại này. Người đã được chọn lựa để làm việc này và người đã được chọn lựa cái vòng đã khép kín. Có hiểu không? Có những vật lạ tới hành tinh địa cầu không? Thượng đế có biểu lộ bản thân cho con người ở địa cầu như đã hứa không? Có gì có thể là tới lần thứ hai, không? Thế gian này có thể nào tận cùng không? Hoặc có một khải huyền như đã có tiên tri trong thánh kinh không? Có một tôn giáo chân thật nào không? Nếu có là tôn giáo nào? Đây là cuốn sách lớn đó và sẽ gồm phần lớn ở tập 3. Ta đã giới hạn tập mở đầu này trong những vấn đề cá nhân và thực tiễn nhiều hơn. Ta sẽ chuyển qua những vấn đề vũ trụ bao quát nhiều hơn trong những lần kế tiếp. Vậy thôi à? Tất cả chỉ đến đây là hết à? Chúng ta không còn nói chuyện ở đây nữa sao? Người cảm thấy thiếu ta rồi sao? Có, tôi thiếu ngài. Thật là vui quá. Chúng ta chia tay nhau bây giờ sao? Người cần nghỉ ngơi một chút và những độc giả cũng cần nghỉ ngơi. Có rất nhiều chuyện ở đây khiến người phải suy nghĩ thật kỹ trong tư duy. Đừng có cảm thấy là bị bỏ rơi, ta luôn luôn ở với người. Nếu người có những câu hỏi, những vấn đề hàng ngày hay trong tương lai, các người có thể gọi ta tới để trả lời. Người không cần tới hình thức như cuốn sách này. Đây không phải cách độc nhất ta dùng để nói với các người. Hãy lắng nghe ta trong cái chân thật của linh hồn các người hãy lắng nghe ta trong những cảm xúc của trái tim các người hãy lắng nghe ta trong cái yên lặng của tâm trí các người hãy nghe ta trong khắp trốn khắp nơi khi các người có một câu hỏi hãy biết rằng ta đã trả lời rồi rồi hãy mở mắt ra trước thế giới của các người câu trả lời của ta có thể ở nơi một bài báo đã đăng rồi ở nơi một bài thuyết pháp đã viết rồi và sắp sửa được giảng ở nơi một phim ảnh đang được quay ở nơi một bài hát vừa được soạn ra ngay bữa hôm qua ở nơi những lời sắp được nói bởi một người thương yêu ở nơi trái tim một người bạn mới các người sắp sửa gặp chân lý của ta nằm trong tiếng thì thầm của gió trong tiếng róc rách của con suối trong tiếng nổ của sấm sét trong tiếng tí tách của giọt mưa nó là cái cảm xúc nhất hương thơm của bông huệ sự ấm áp của mặt trời sức thu hút của mặt trăng. Chân lý của ta là sự giúp đỡ chắc chắn khi các người cần, cũng đáng kính sợ như bầu trời vào đêm khuya và cũng đơn giản đầy tin tưởng như tiếng nói díu dít của một em bé ngây thơ. Nó cũng vang lớn như một tiếng đập của trái tim và cũng yên lặng như một hơi thở hợp nhất với thượng đế. Ta sẽ không bỏ các người. Ta không thể bỏ các người vì các người là tạo vật của ta. Các người luôn luôn là con gái, con trai của ta. Vậy thì hãy kêu gọi ta, bất kỳ ở đâu khi nào các người cảm thấy mất bình an. Và ta, ta sẽ có mặt với chân lý, với ánh sáng và tình yêu. Mời các bạn ghé thăm Đào Tiểu Vũ Ebook để tải thêm nhiều ebook hơn nữa. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.